Xác định mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân là điều kiện quan trọng để giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Thời gian qua, xã Khánh Công, huyện Yên Khánh đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp trong phát triển kinh tế. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 70 triệu đồng một năm, vượt so với quy định. Sau khi hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, xã đã quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh đưa các giống lúa có tiềm năng năng suất cao vào gieo cấy, đẩy mạnh cơ giới hóa trong các khâu sản xuất. Ngoài ra, địa phương đã mạnh dạn thực hiện chuyển đổi các diện tích cấy lúa kém hiệu quả, diện tích vườn tạp sang trồng cây dược liệu, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Tôi quyết định như vậy là đi học hỏi để chuyển đổi như vậy là mục đích cây trồng sang như vậy là trồng cây dược liệu. Thì tới đây tôi đã trồng được như vậy là 8 năm. Thì tôi thấy hiệu quả là nếu như mà được vụ, nếu mà được mùa thì như vậy là tôi lãi so với lại cây lúa là tức là 15 lần. Còn nếu như mà bình quân ra nếu mà năm nào thất thu thì cũng là được như vậy là 10 lần trồng lúa. Mà vất vả thì lại không vất vả mà nó lại thân thiện đến môi trường là mình không phải thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ. Bên cạnh đó, Khánh Công tập trung đẩy mạnh phát triển ngành nghề dịch vụ, tạo điều kiện thu hút đầu tư. Đến nay trên địa bàn xã có 3 cơ sở may mặc giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 8 triệu đồng một tháng. Về đây cũng được 4 năm rồi. Và các ban lãnh đạo của ủy ban cũng tạo điều kiện cho mình rất nhiều. Thứ nhất là luôn quan tâm đến doanh nghiệp của mình, hỏi thăm tình hình sản xuất và công việc. Thứ hai là ở đảng ủy ban cũng tạo cho mình cái về phần cơ sở vật chất ở đây để mình thuê ở đây để làm, và về phần an ninh trật tự cũng rất tốt. Ngoài may mặc còn có các cơ sở sản xuất đồ mộc dân dụng, hàng thủ công mỹ nghệ, kinh doanh dịch vụ. Lĩnh vực này đã góp phần tạo nhiều việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập ổn định. Chúng tôi mở được cái cơ sở sản xuất cho đến nay thì cái mức thu nhập đều đều là nói chung là công việc ổn định, thu nhập cho gia đình với lại cho các nhân viên ở đây thì có mức lương tối thiểu là từ 8 đến 10 triệu cho đến có người đến 12 triệu thì so với nông thôn là vậy là ổn định. Thu nhập của người dân ngày một tăng cao đã tác động mạnh mẽ tới việc triển khai thực hiện các tiêu chí khác. Đến nay Khánh Công đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Người dân nơi đây phấn khởi, tự hào, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.